Nhật Bản sẽ áp dụng các biện pháp mới để chống lại nạn du lịch quá mức trên núi Phú Sĩ. Từ ngày 1 tháng 7, hiện khu vực này đang đối mặt với việc ngày càng nhiều du khách có những hành vi ảnh hưởng tới môi trường và giao thông xung quanh. Theo đó, chính quyền sẽ áp dụng hệ thống đặt chỗ trực tuyến nhằm giới hạn số lượng người vào cửa hàng ngày ở mức 4.000 người, phí vào cửa là 12 euro và một trạm kiểm soát để giảm bớt tắc nghẽn trên đường mòn Yoshida. Kotaro Nagasaki, thống đốc tỉnh Yamanashi của Nhật Bản, nơi có đường mòn Yoshida đi qua, cho biết sẽ áp dụng hệ thống kiểm soát đám đông mới cho những người leo núi trước mùa leo núi mùa hè. Mục đích của các biện pháp mới này là đảm bảo an toàn cho tất cả du khách. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi có thể phải yêu cầu một số người không leo núi, dù là du khách trong nước hay nước ngoài. Tôi hơi thất vọng vì các biện pháp mới sẽ ít người được phép leo núi hơn, nhưng chúng tôi phải chấp nhận. Bản thân tôi đã leo núi Phú Sĩ vào tháng 9 năm ngoái, giờ thì tôi lẽ ra phải đợi một năm hoặc hơn. Người dân địa phương thì phàn nàn khi phải chứng kiến nhiều vấn đề ở núi Phú Sĩ, chẳng hạn như nhà vệ sinh quá đông và nhiều rác thải có thể ảnh hưởng tiêu cực cho di sản thế giới này.